nằm như chim sải cánh không? Ơi cha ơi, coi cái mặt kìa. Ơi cha, coi cái mặt kìa. Vô đây, vô gái vô đây. Chê dậy đi, ngoại đi gì vậy nè? Ngoại đi gì vậy nè con? Kêu Su vô kêu kìa. Su vô kêu nữa kìa, đó là kêu à. Dậy con, dậy ngoại đi gì vậy nè? Để hồi về cái không thấy cái khóc nữa. Con ngủ tiếp. Ngủ tiếp hả ta? Tối 1 giờ sáng mới ngủ mà. Vậy con gái Giang ơi, vậy chơi ngoại chút kìa. Vậy chơi xí đi, xí xíu nữa ngoại về rồi hay là ship đồ đi theo ngoại không? Trời ơi, gật đầu ghê chưa, ghê chưa. Vậy ship đồ ha, vậy đi, nói mẹ ship đồ đi, nói mẹ ship đồ đi nghe con. Gật đầu. Su lên không được đó. Su lên không được, Su đi sọc. Su kêu con á. Look at belly, get the belly. Ôi ôi, bận quần đen rồi ngủ mới ghê. Sao xếp đầu hả? Dậy đi xếp. Hả? Muốn thấy Su. Muốn thấy Su. Bước xuống rồi thấy, muốn thấy Su. Chị muốn thấy con nè. Đó, rồi Su để từ từ người ta ngủ mới dậy mà. Về xếp đồ mấy bộ đồ cái đi ra ngồi kìa. Đi ra ngồi cái thôi. Giờ con xếp mấy bộ đồ. Đó, từ từ nè. Chị mới vừa ngủ dậy, chị chưa có tỉnh. Có chân đừng có đạp chân chị mà. Su nói nghe đó, nghe xuống khung dễ là xu lý con á. Úp đạt chị nữa kìa, đạt chị nè, chúng chân đau của chị. Ok, được rồi khung đó, khung. Xích khung để đi á, phải không, để đi về đó phải không? Chưa nói vậy thôi chứ chưa có bye bye đâu. Còn ăn sáng rồi nữa mà. Chưa đâu con, chưa mình chưa có gì à. Cái quần này quần Lululemon phải không? Dạ. Yeah. Quần đẹp dễ sợ. Công nhận cái giải quần đẹp dễ sợ. Lululemon. Ao lẹt mở cửa lại cho bác ơi. Có màu nữa. Hay đó, cái đó kết hợp hay đó. Ao lẹt lên bác ơi, mở cửa lại chưa? Mở rồi, nhưng mà thím biết cái tiệm này nó có mở hay không, nếu như chưa có phải không thì đi. Không có quần màu đẹp ghê. Ghê cãi hả? Nó sáng mà nó không phải sáng ấy. Đó, con từ bữa tháng 3 tới giờ cũng chưa có đi, không có mua, chưa có mua đồ đi. Con mua nhiều quá rồi. Thì thím đi với con thôi đó. Con chắc có cả mười mấy cái rồi, nhiều quá, đủ rồi. Mấy đi với con đó. Nhưng mà giặt cái thích hết mấy cái là giặt nó cái sấy cái móc lên là không cần ủi không gì cũng không nhăn nữa mà nhăn. Không cần sấy cũng được, con móc lên luôn cũng ok luôn. cười buổi sáng nó thương lắm mấy cái. Buổi sáng mới ngủ dậy nó thương lắm. Giờ con xếp mấy bộ đồ đi với ngoại. Đi với ngoại không? Đi xuống ngoại nha. Con đi rồi vài bữa nữa ngoại chở con về. Con đi cho mẹ khỏe, mày rảnh ra răng mày nghỉ ngơi đi cho vài bữa đi nha. Đi không hả? Xếp đồ vô, xếp 20 bộ à, đi 10 ngày phải 20 bộ à, không thôi mấy 10 bộ cũng được, lên ngoại mua khác. Đúng cái chỗ rồi. Đi thì chỗ gì? Chỗ quét ngoài sân hả? Đó, còn đây là chú nè, các bạn biết chú làm gì không? Chú là
mấy bữa nay chú chơi ở ngoài tàu á, nên là chú hôm nay trước khi về là chú muốn dọn dẹp sạch sẽ cái tàu cho được Quỳnh. Cái này là Ngọc nói thôi dọn gì để im đó con làm cho, nhưng mà không, cái này là cái lịch sự, cái lịch sự cũng chơi cũng chắc cũng thấy Ngọc ở đây con, Ngọc bận quá gì, bận quá muốn làm dọn dẹp hết sạch sẽ về Ngọc hỏi làm vậy đó. Để chú làm vậy mọi người la con à, chú qua đây rồi về còn dọn dẹp. Không con, cái này là cái trách nhiệm, cái này là mỗi người trách nhiệm thôi, có gì đâu. Ví dụ mấy ngày nay chú xuống đây nè, chú chơi chú enjoy trong cái tàu này nhiều quá rồi. Mà con biết rồi, mọi người ai á họ cũng muốn có một cái sạch sẽ và cái nề nếp. Và trước khi mà chú chia tay con chú về đó, thì chú trả lại cái không gian cho tụi con vì cái hoàn thiện của tụi con như bước đầu chú đến. Đó là cái sinh hoạt của con người tự nhiên, ai cũng phải vậy thôi chứ. Chứ đâu có phải là chú đến thì chú chơi chú xả đó rồi bắt đầu chú bắt cho vợ chồng con dọn cho chú đâu. Mà lâu lâu mấy lần lâu lâu mấy lần dọn cũng được, không có sao đâu. Không có gì đâu con, cái chuyện là chuyện bình thường của là gia đình mà con, chứ mình đâu có khách sáo được mấy cái này được. No, nếu mà ai khách sáo như vậy là không được. Tính chồng con với tính con thì sạch sẽ quen, mà tính chú cũng vậy đó. Không ơi, mấy ngày ngồi chơi ấy mà bữa nay thấy ui ui chú hả? Bữa nay thấy ui ui, sáng này chú thấy lại trời mát lại nè. À mát lại chứ không có nắng như mấy ngày trước nữa ngon không? Mấy ngày trước nắng trời đó, coi trời đó nó. Cái giờ này là nắng ấy luôn á. Ui ui này không biết chút nó mưa không mấy. Cũng quá chứ, thì chú ngôn xã con bị bệnh như vậy, là nấu cháo cũng không có nói chuyện được nhiều. Ừ. Rồi cũng không có ra tàu chơi với lại chú được nhiều. Chỉ có mình con đại diện thôi chú thấy chứ. Chứ không, gia đình thì lâu dài con. Gia đình thì lâu dài mãi mãi. Cho nên chuyến này chồng con và chú hy vọng là xã con trở về bình thường, sức khỏe, rồi trở về công việc, gia đình. Mai đi làm lại rồi. Mai làm lại con. Bây giờ hồi nãy các bạn chồng Ngọc anh mới đi tái khám. Tại vì sau đúng một tuần mổ là đi tái khám lại, thì để cho bác sĩ coi cái vết thương nó lành ấy sao sao, rồi bắt đầu ngày mai là anh đi làm lại rồi. Là đi mổ cái này là được nghỉ không tuần lễ hả? Đó. Nên là để coi hồi nãy ảnh chia tay chú Bình với Tiêm Phượng trước rồi đó. Có chia tay rồi. Chứ bây giờ mà ảnh về đi bác sĩ hẹn sớm. Chứ bây giờ mà ảnh về là trời, chú Bình với Phượng cũng về tới rồi. Cũng đi về Chicago rồi. Đó, khung cảnh ngày hôm nay đây. Chù, sao mấy con dịch này quá trời trời luôn, lại ngồi chơi đồ nội dịch này dịch kia rồi nữa. Hello my friend. My friend đó. My friend đó là cũng không biết đi làm gì á, mà lâu lâu mà không có ai giữ con chay, mà my friend có nhà thì gọi cho my friend giữ, hỏi giữ một tiếng đồng hồ nhiều. Nói là một tiếng đồng hồ 20 đô là giữ, để ví dụ như Ngọc có muốn chạy đi đâu công việc 1 tiếng 2 tiếng hay không, Ngọc sẽ gọi điện thoại cho các bạn đó là vô giữ chay giùm. Thí dụ Ngọc giữ 3 tiếng đồng hồ phải không, giữ 3 tiếng đồng hồ là 60 đô, là cỡ chừng 1.7 triệu mấy tiền Việt Nam á mọi người. 1 tiếng đồng hồ là 20 đô là 450.000 rồi. Con yêu hả? Bèo làm chịu ăn hả? Có mặc cái quần cái thương không? Bèo là không ăn á. Bèo là tại sao không ăn? Bèo là tội nghiệp lắm á. Bèo là giờ là yếu lắm rồi đó. Mỗi cái màu khác lấy đi ba gái. Hả? Mỗi cái màu khác lấy hết đi. Lấy hết luôn. Lấy hết luôn. Mấy cái bịch đó ba gái lấy hết luôn đi. Cái này là cái nho kia Kyoto đó các bạn. Của Hàn Quốc á, Ngọc bữa Ngọc mua quá trời nhiều luôn. Quá trời nhiều. Nó có bác gái qua đây á. Bác gái qua bác gái. Ôi sướng chưa, hưởng được mỗi màu khác nhau luôn á chưa. Còn cái đó nữa kìa.
không mà cái đó để cho con chay. Không để không có lấy được chứ gì lấy. Lấy lấy hết mấy cái mấy cái mà trong bịch á. Ừ, không cái chai nước lên. Thấy được ba bịch rồi ba mùi khác nhau là quá ngon lành. Không mà bác gái ăn thử mùi của trái vải đi. Ở trong cái ở trong cái tô á. À có vải rồi, có vải có ấy rồi rồi đủ rồi. Ờ ừ, vậy đúng ba mùi đó. Wow, cái đó bữa nay có số hưởng nè. Ngọc order ở ở Hàn Quốc á. Con order ở Hàn Quốc về đó. Đợi cả 3 tuần tới cả 1 tháng trời mới về. Mọi người cứ hỏi mua này đâu là các bạn cứ lên eBay nha. Lên eBay nè. Rồi con mượn ơi. Lên eBay rồi các bạn ghi là cái gì đó chày ô hồ jelly crepes là bắt đầu nó ra. Nói nghe nè. Dạ. Cái gì quên được nhưng mà cái này là không quên. Chay nhịn gì chay? Con ăn không? Ngoài mình cái. Thôi mình cố quá trời ở trong đó kìa chay. Chi gì? Cổ rứa để cho bà ngoại đi. Đó bà ngoại. Ngoại thầu hết rồi. Y như con nít vậy đó. Thơm lắm. Nó khác với lại cái đây ngoài lấy trong đây nha, cái này để im cho ngoại nha. Nó y như là nó thơm, cái mùi thơm lắm. Con mùi gì? Con ăn mùi nho hay là mùi nào? Nho. No, ok. Dễ lọt không? À quên, nếu mà con không chỉ thím không biết đường lọt. Oh my god, nhắc mới nhớ. I'm lucky hả? Ờ, con không chỉ là không biết đường lọt. Rồi bây giờ bỏ cái bịch này xuống đi, bỏ cái bịch này xuống. Rồi cầm cái này. Lấy cái này chọt vô đi, chọt mạnh vô nha, mạnh mạnh thiệt mạnh luôn. Như cái đường nào cũng được hết. Không, phải đè xuống. Phải đè xuống. Đó, thấy không? Thấy nó lạ không? Đúng rồi, con quên, con không chỉ là không biết đường ăn luôn á. Trời ơi, không chỉ không biết đường ăn rồi á con. Chứ mà cứ để dặn mở cái đó là không được. Nè. Gì vậy? Rồi vậy thôi bà ngoại thử luôn đây ngoại. Ủa? Ngoại thử đi, thử rồi cái mùi của nó coi thấy nó lạ không? Thấy không? Lạ. Nó dai hơn thường, nó thơm, cực kỳ thơm luôn. Sao không? À, nó muốn ăn nhỏ thôi hả? Cắn miếng nhỏ thôi hả? Trời ơi, cái gì vậy cháy? À, sao? Nó thơm một cách kỳ lạ mà cái. Hay thiệt cái chứ. Biết vì sao không? Tại hồi bữa con đi Nhật á, mấy cái trái nho của Nhật nó cũng thơm kiểu đó đó. Thơm kiểu đó. Thả lắm. Nho thơm như thơm rượu. Ừ đúng rồi, ăn nó có mùi rượu. Thơm rượu. Cái gì chay, ăn gì chay? Mẹ lấy đồ mày cột tóc chay lên chút nha. Mấy con được. Trời ơi. Hôm qua đi mua đồ. Không biết nó biết lại gì không á. Qua đi mua đồ nhưng mà không biết. Biết sao? Nó mua cái có chút xíu đồ chơi mà. Thôi chứ con kêu nó lựa cái món nào rẻ nhất á. Trời ơi trời. Chơi nha. Cái đó gì vậy? Cái này gì vậy? Cái này gì đây? Không biết. Trả lại. Không phải cái tay em dơ em không dám cầm. À, để ngoài đó giấy. Không mà không biết nó biết cái đó là tiền không, con cũng chả biết. Tiền không nghĩ đâu. Tại vì mấy ngày nay chơi nó. Rồi ngoài đau tay cái đó. Nó nói cái. Nó không bao giờ nói tới tiền bạc hết á. Ừ. Vậy đi cho khỏe. Không có biết cái sớm này vậy đó con. Tiền nó tưởng là giấy vậy. Rồi đây ngoài cho con kìa. Cho mua quà nha. Cảm ơn ngoại. Con nói con cảm ơn ngoại. Trời ơi. Muốn nó làm gì đó, rồi đi làm gì? Tiền đó nghe con để mua đồ chơi nha. Thì mày để tiền đó mua đồ chơi cho chay nha. Món chay thích gì mẹ mua nha. Chứ con muốn làm gì? Muốn lấy làm rồi chị đi. This is money. It's money. It's a lot of money. Nhiều tiền lắm á. Con muốn lấy tiền này để làm cái gì? Mình có thể đi mua đồ nhưng mà con muốn làm gì? Suy nghĩ coi, muốn làm gì? Không biết. Đó là tiền nha, má đi, ok? Trả lại. Không có cháu ngoại gì cũng được. Ngoại cho tiền, lấy lên. Chúng ta ngoại lại, có lý. Lý nè, lấy đi con lấy mua đồ nha, nhớ mua đồ chơi cho con nha. Tưởng gì chuyện giỡn à.
đó. Không muốn đi mua kẹo không? Tiền đó đi mua kẹo được đó. Cho má, hai đứa ăn thì mẹ đi. À, thôi, ngoại cho con mà ngoại cho không mà, tự nhiên trả lại ta. Nên kỳ quá ta. Dí theo luôn, dí theo trả. Dí theo trả. Chơi gì chơi với ai cha? Kỳ. Là gì đây? Má đi. Không thèm nữa thấy không? Mai mốt đi học nữa. Không thèm. Cảm ơn các. Cầm lên chút xíu rồi đưa cho mẹ cắt. Chị đi, you wanna put it in your piggy bank? Mua gì ta? Mua sao má phấn son. Mua son môi. À đúng rồi, mua son môi. Son môi rồi. Thôi xu chạy vô đây trang của chị. Mua son môi đúng rồi đó, cái tiền đó mua được là cái tiền đó mà nếu mà mua son môi xịn là mua được một cây đó. Mà mua mà son môi mà kiểu cỡ chay là mua được cả trăm cây. Sáng dậy con là la cho em. Đây nè, để con đi lấy cái piggy bank của nó để cho nó bỏ vô cho nó biết đường bỏ vô cái đó chứ. Nào giờ con cũng không có cho nó biết mấy cái tiền bạc. Thôi bỏ con này đi. Nào giờ là Chay không hề biết tới mấy cái đó chứ. Nè Chay, con biết cái con này để làm gì không? Dạ. Ấy da, trời ơi. Cái con này nè, để con bỏ tiền vô đó Chay. Con lấy tiền, con ship tiền con bỏ vô đi. Con ship tiền con bỏ vô đó. Ship nữa, cái đó bự quá, không được. Ship nhỏ lại, đúng rồi, mà ship cho nó gọn gàng, nhỏ lại. Ngoại xếp hả? Nè, con nhìn cách ngoại xếp nha. Bằng này ha. Rồi, bỏ vô. Bỏ vô đây con. Oh, wow, your first time gì đi. Ủa, còn bự quá bác ơi. Mình bỏ được mà em nó không bỏ được hết. Nè, rồi con đè nó xuống chỗ cho chị đè tiền xuống kìa. Đó, bỏ xuống. Wow, good job, chị đi. No. À, mà có đít. Ủa, cái đít nó đâu mất tiêu vậy? Ủa, cái con này cái đít nó đâu mất tiêu vậy? Cái này chắc má bị cài đít rồi. Ờ, con cài đít rồi đó. Hồi đó mà con hay đi làm neo á. Ui, cha ơi, là bao nhiêu con cũng bỏ vô trong đó. Con cài đít rồi. Dạ. Ngốc lại sao chơi? Hái sườn dím. Cũng bê lại đâu. À biết chuẩn bị từ giả, chuẩn bị hung á hả? Chuẩn bị hung từ giả hả? Hả? Không lấy được. Nó nói không lấy, ý là nó không lấy được rồi mà nó ngược đó. Nhộp. Rồi không chị là nó đâu. Rồi nữa hôn che đi về đi. Chay một chút nữa chay chụp tấm hình với lại Bao La nha. À đúng rồi. Nha, một chút nữa chay chụp tấm hình với Bao La nha. Bao La mới nhỏ thuốc mắt rồi xong rồi đó. Mình chỉ với Bao La. Chiếc này bơi có một bữa hả chê xuống. Ừ, xong qua không cho nó đi bơi trời. À, bơi cái mà không nằm mình cho dưới tàu quá trời. Bơi. Xuống gì con? Lấy ra con hả? Trời ơi, nghề mà móc ống heo là nghề mẻ. Ừ. À. Bỏ lại vô đó. Yeah, nghề móc ống heo là nghề của mẹ đó. Đem trả lại biết hả? Biết rồi đó. À. Ngoại cho rồi, không có lấy nữa. Wow. Cắt cái nha để dành. Giỏi quá. Good job, JD. Để dành mấy mốt chừng nào ngoại xuống cái dắt ngoại đi mua một bằng á. Muốn khác. Cái gì muốn khác? Trời đất ơi, đừng có bỏ vô con đi. Đâu có con gì khác nữa. Có, còn có cái bánh hamburger. Oh. Hình như cái bánh hamburger đó là con mua đâu ta? Ờ, mua đây. Mua đây ở Target. Còn cái con này là biết ai không? Là chú thím của Điều Vinh lúc mà con mới có bầu, biết tin có bầu á, là mua một cái piggy bank để giống như cái kiểu mà tặng quà để dành tiền cho con sau này rồi vậy đó. Là cái này là con heo á con. Con heo, cái này là cái lỗ để mình bỏ tiền vô, mình để dành heo á. Mình nuôi heo cho thiệt lớn luôn. Chị có muốn chơi cái kiểu đó mỗi ngày không? Muốn chơi kiểu đó mỗi ngày không? Mày cho tiền chơi cái chơi bỏ vô ha. À, bữa nay bà ngoại sạc đó là cái mai mốt là cái nay bà ngoại nay bà ngoại bắt đầu cái trend này đi.
Đúng rồi, bỏ cho đầy, bỏ cho đầy hai con luôn nha. Bỏ đầy cái khui ra. Ủa mà sao nó mất tiêu cái đó ra ta tì ra, chắc đó là người gửi chứ không phải, không lẽ con đi giục cái nắp ở dưới. Ừ. Bé chè. Hả? Chè. Sao? Okay. Sao nói cho rõ không hiểu. Mẹ móc tiền ra phải không? Giờ nó dẫn mẹ dẫn ngoại đi đâu á? Đi đâu con? Đi đâu? Không, đi đây nè. Đi làm gì? À, trời ơi, đi vô bán hàng. Có tiền là phải bán hàng. Không phải. Hả? Không phải. Không phải làm sao? À, tiền này đúng. Tại vì tiền này là nó nói cái này là tiền này, nhưng mà khi mà nó gắm vô đây thì nó nghe kêu nhạc, còn cái tiền này thì tiền thiệt gắn vô không kêu nhạc. Bởi nó nói không phải. Không được. Không được luôn. Không được. Không được. Trời ơi, ta đi thử tiền đời mới đó chứ. Bà gái, mấy cái móc này của bà gái này xong đem về. Mới móc á. Cùng nghe lại. Mà ngoại bồng rồi, ai bồng béo là. Bây giờ ngoại về nè. Chị ba bồng béo là nha. Chị ba bồng béo là. Có chịu không? Có chịu không? Béo là chịu chị ba bồng không? Rồi bây giờ bà ngoại. Bye bye. Bye bye. Ừ, nhưng mà mẹ đang quay video. Sao mẹ bay? Đó, giờ chị ba bồng béo là nha. Để má mì bồng chay chút xíu nha. I love you bao lắm. Bye daddy too. Bye bèo lắm. Tôi là này là một thời oanh liệt với lại Ngọc nè. God bless you. I don't know how to sneeze. Ngọc qua. You gotta sneeze by your. Ngọc qua chú thí mở là lúc đó bèo là mới có 7-8 tuổi. Giờ là 10 mấy tuổi rồi. Hả bà gái? Con qua ở là mới có 7-8 tuổi hả? Dạ, đó là vừa 14 rồi. Qua wow, coi cái xe tới đổ rác kìa nè, giờ con chưa thấy xe nó đổ rác luôn. Đâu thế, bên con nó đổ dưới đổ bên sông. Ok. Ok, bây giờ chị ngồi đâu? Chị ngồi đâu? Bây giờ chị đi luôn nè. Đi luôn. You need a car seat for Jay. Ok, bye bye bác gái. Bye em luôn nè. Mày che nha, với về chở ta nhớ thì đi mà xa cái chứ. Con đâu rồi? Bye bye. Bye. Thank you. Okay. Bye bye chị nha. Đi với ngoại vui vẻ nha con. Mẹ ngồi đây không? Mẹ không ngồi đây. Hả? Mẹ không ngồi xách dép về vậy? Không, mẹ không ngồi đó. Con mở dép xuống. Cái xe này là cũng xe một thời luôn. Hồi đó là đi qua là cứ đi xe này từ tới giờ. Bye bye. Bye bye. Nó bye bye hết tất cả mọi người đó. Bye bye. Chạy đi với ngoại luôn phải không? Chạy đi luôn đó, chạy lên xe. Tiếng còn sao rồi trước. Rồi con. Ok, bye bye chú. Bye bye con. Lên luôn hả con? Rồi, chú sẽ có thời gian chú chạy xuống thăm. Ok, rồi. Bye bye Huynh đi. Bye bye. Về luôn. Bye bye mẹ, bye bye bé đi. See you guys later. See you coming. Bye bye mẹ, bye bye bé đi. Bye bye. Yeah. Okay. Bye. Okay, bye Jady. Bye bye mẹ luôn, bye bye ba phải không? Yeah, bye bye. Rồi em coi cái chuyện sửa cái vỏ đó lại. Đi luôn. Thử rồi, thử đóng cửa hết đi coi nó làm gì. Em sửa cái chỗ vỏ lại, em ngồi cho thoải mái nè. Nó ngoài ngồi lên dép của nó đó. Nó ngoài đâu có ngồi. Để dép về ngoài đi em. Rồi để nó ngoài đi, để dép ngoài đi coi. Thải ngoài sân nè.
Thử làm đi chơi khổ rồi thấy không? Ừ. Sao? Rồi thôi con đi chơi vui vẻ nha. Không mạng mính. Trời nó không. I love you. Rồi. Trời ơi, nó đi chơi rồi. À trời ơi, nó mở cửa thở xuống. Bye bye chị đi. Trời ơi, con đi đâu á? Con đi biết luôn. Con đi còn không biết luôn hả? Dạ. Con đi massage. Con đi massage hả? Dạ. Trời ơi, đi massage là đi đâu? Đi massage với ngoại. À, đi massage với ngoại. Đi massage với ngoại hả? Ừ. Bye bye daddy đi. Daddy. Daddy nè, daddy nè. Bye bye daddy. Bye bye, give me a hug. Give me a hug. Ok. Rồi kiếm mami hất rồi hả? Trời đất ơi, coi nó diễn tuồn thôi kìa. Rồi bây giờ đi vô lại, đi vô lại. Kiss it too, kiss it too. Không nữa. Không nữa, không nữa. Rồi dỡ đồ đi. Ủa chú đâu đang đi đâu nữa? Trời đất ơi, quên cái kiến. Where you going? Chicago? Then say bye bye. Thôi ở nhà với mẹ đi con, mốt rồi mày chở xuống ngoại chơi ha. Đi ở nhà với mẹ đi, mang dép vô rồi. Đó, nó rồi lên đó. Khổ chưa? Đây mà mở ra cho. Rồi lên đi. Bên coi được không, coi được không. Rồi đóng lại nha. Okay, see you later. Lắc cái lại, trời nó kêu ngoài lắc cái lại luôn. Rồi thôi, bye bye, đi vô. Bye bye. Yeah, bye bye. Rồi ơi, nó không một chút liên tiếc. Bye bye. Bye bye daddy. Bye bye daddy. Bye bye daddy. Bye bye mommy. Bye. Con đi chơi vui vẻ nha. Yeah. Chừng nào về? Chừng nào về? Chừng nào về? Đi không hẹn ngày về hả? Hẹn ngày về chứ, đi mấy ngày? Con nói mẹ ơi cho con đi chơi 3 ngày. Ừ. Rồi ai chở về? Mà đi là có về không? Ở luôn với ngoại. Ở luôn ngoại luôn, hai biết định về được không? Nó đi luôn rồi đó, nó bye bye hết rồi đó. Lấy áo quần kịp chưa? Rồi, đây, ok đây, chú đây đi. Thử chạy không, con này nó mà thử gì nữa chạy là nó bye bye luôn chứ không có thử gì đó. Có được không? Có được không? Có được. Chịu không nổi. Như thiệt á, là như thiệt luôn. Ừ. Mà bây giờ ra là khóc là ra đâu. Không ngoại giờ bấm bản đồ bắn điếc rồi lên đi. Đây nè, rồi nó bản đồ nè. Rồi, con đi chơi vui vẻ nha, con có nhớ mẹ không? Con đi chơi con nhớ mẹ không? Turn left. Đúng rồi, cái bà đã bắt đầu turn left. Wow, xe ông ngoại máy lạnh mát quá. Máy lạnh còn hoạt động phà phà luôn. Thơm không? Thơm. Thôi đi xuống đi chơi ơi. Xuống cho ngoại về con. Đi con. Đi con, đi xuống. Theo con Su không có xuống nè. Đi con, đi xuống. Bye bye ngoại đi, cho ngoại về đi con. Để lên. Đi. Bye bye nữa. Hơn gì không bye bye nữa, để lên. Hết giờ hết ngày rồi. Su muốn lên chảnh ngồi á em. Ừ. Vậy? Đây cái gì? Thôi đi đây mày chở đi, đi đã đi mua son môi với make up đi. Bye bye ngoại đi, mua son môi make up. Đi chở đi Halloween store. You wanna go to Halloween store? No. Why? Con thích đi Halloween store mà. Không. Giờ con muốn đi đâu? Muốn đi bà ngoại hả? Dạ. Ờ. Thôi lẹ đi hết giờ hết. Nằm quá im luôn à. À. Thấy chưa, con ngồi đây là xu đấy đó. Thôi lẹ đi vô vô. Đi. Vậy thôi vô lấy quần áo chết luôn đi. Thôi vậy vô lấy quần áo nha. Đi vô lấy quần áo. Vậy thôi vô lấy quần áo đi rồi đi ha. Nhảy lên. Vô lấy quần áo. Vô lấy quần áo hả? Vô sạch quần áo hả? Rồi. Dép đâu? Dép không? Rồi dép đây có đây thôi. Bye bye. Bye ngoại. Bye. 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 Không bye bye nữa gì. Bye bye ngoại đi. Giờ đi vô con.
Rồi bye bye ngoại đi. Bye bye con. Rồi đi 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 đi. Rồi bye bye con. Bye bye chị. Bye bye. Thôi đi đi. Ngoại xuống, mai ngoại xuống. Bye con. Mày đâu? Hả? Ngoại. Rồi bye bye ngoại đi. Thôi ngoại gì về rồi mong muốn mình xuống ngoại chơi tiếp. Nha. Nghe lời mẹ đi, cái mong muốn ngoại xuống ngoại chơi tiếp nha. Đúng rồi, phải ngoan như vậy mới được. Đi mẹ bồng vô, về bồng vô nhà nha. Bồng chỉ thấy vòng vòng. À con muốn thấy ngoại đi hả? Dạ. Đi đi rồi, quẹo mất tiêu rồi, quẹo trái rồi. Hồi nãy nhớ cái bản đồ kêu turn left không? Turn left là quẹo trái là mình không có thấy nữa. Giờ mẹ chở chơi đi đi đâu ta? Chở đi. Đi bà ngoại. Ôi, đi bà ngoại hả? Chở đi kêu mẹ kêu bà ngoại. Chở đi ngoại phải không? Dạ. Ok. Hôn mẹ mấy mày chở đi ngoại. Ôi trời ơi. Chở đi xu. Đi xu luôn hả? Dạ. Đi xu. Đi ba là mẹ ơi. À đi xu với ba là hả? Dạ. Con có thích xu với ba là không? Dạ. Đó giờ lớn rồi đó. Giờ lớn là biết biết quyến liếng, biết biết ấy rồi đó, chơi tình cảm lắm á nha cô chú nha. Uống nước nè. Uống nước phải không? Dạ. Đi nhà cho uống nước. Ok. Cảm ơn cô chú rất là nhiều đã xem cái video clip ngày hôm nay. Chúc cô chú một ngày thật là vui vẻ và hẹn gặp lại cô chú vào những video clip tiếp theo. Chào tạm biệt. Trời bụng chơi nặng thở không nổi luôn á. Bye bye cô chú. Rồi xuống đây chứ nặng quá. Mệt quá. Rồi bấm tắt máy giùm mẹ coi, bấm nút đỏ tắt máy giùm mẹ.